Phật Quan Âm Ma Di Đà Sa Ma Di Đà Thank you.
Sao sao kìa.
gọi là gì quan người nọ gọi là hot luôn rồi mu rau gọi là chơi bóng nhau ăn rau to to nà như thòng gọi là phi xe hà nam to ra gọi là quan rèn luôn gọi là quan người như là như cái đốt nó như là quan chi là hà nam gọi là quan người đi mua gọi xa xa này quan người nọ gì to mè xa xa này ra gọi là gọi là tiêu ra là rong là không thấy không gọi là nhà có to này gọi là đi thì đi phát lên trên em có làm nâng cao con chị gọt nó gọt xa xa nà chị gọt thì ta làm nâng cao con chị anh vui có thầm anh em nó gọt xa nà không kìa thì tìm vào tạo lên mạng em có tôi làm nâng cao con chị gọt có lo gì sao nào xoay đi bên tin ngay nhàng nghe rô xa con nhàng chị giọt anh ta quay đi về cao vui cầu cao sau sao im mong quý chị ta như chị to thì quên bồ tát như lên ngôn thì quên tao quay đi rồi nhưng bao về quay nhưng tròn quay ai còn thì mua như hôm nào kiện thàn để xuống cái lại được luôn ai còn một miệng còn một miệng gì đâu xuống cái lại ai còn được chọn được xuống ai còn thì mua ra kiện thì là tóm toàn sân thị tóm toàn sân thị đi là lớp chị quay cô cái miệng mũi thì em có ba cô nha em bao giờ gặp ba rồi em muốn mẹ thôi mẹ thôi bỏ em ba bu hong gà đi bu hong chỉ một mẹ lại buồn lu hong sọt tỏ để thối hot bạc rồi bao giờ bạn thâu rồi em bao giờ nó có lo cho cháu thâu nghe thâu em có đi chan quên mẹ quên kho quên đi mang quên với bao nhiêu cho nó em có đi túi kho bao nhiêu vậy đó là món luôn người đi hai cam vì hai cam vì ông to gió kiếm đồn lòng còn chọn say nó thôi ông mang đi niêm với ông mang sớm mang đi nam với người nhà có mối còn nhà nhà quan quay sống ra đó ông mang đi niêm muốn mang kiếm đi quay còn mày em cứ gọi cho anh đồ cao gió quay về cái miếng của cái tên niêm còn gió say nó còn gió kiếm đi cao gió nó còn thôi sau bên tin thế như như quân người đang của nhà tôi gọi cao cao gò ô mô ra nơi của này người của nhà sau như quân lá rồn mồi kia Thank you.
Thank you.
Bye.